Năm 2023, Hàn Quốc đã bỏ ra 20 tỷ để sản xuất một bộ phim có tên Ransomware. Bộ phim được cải biên từ câu chuyện một nhà ngoại giao Hàn Quốc bị bắt cóc đến Lebanon. Diễn viên chính là hai tài tử Ha Jung-woo và Ju Ji-hoon. Bộ phim có những tình tiết căng thẳng hấp dẫn làm người xem phải nín thở. Vì vậy dù vừa được chiếu nhưng bộ phim đã thu hút sự chú ý lớn. Vậy chúng ta không dài dòng nữa, bắt đầu bộ phim thôi nào. Câu chuyện xảy ra ở Lebanon năm 1986. Năm đó vì xảy ra cuộc xung đột nội chiến trên quy mô lớn, làm cho cả đất nước và khu vực rơi vào chiến tranh hỗn loạn. Cũng trong thời gian này, một nhà ngoại giao Hàn Quốc Oh Jae-suk đã bị bắt cóc ở Beirut. Mục đích của bọn cướp rất rõ ràng. Sau khi bắt cóc xong, chúng đã bắn nát chiếc xe chuyên dụng của ông. Từ đó không ai còn biết tung tích của ông nữa. Sự việc này nhanh chóng làm chấn động cả Hàn Quốc. Thế nhưng bọn bắt cóc lại không hề để lộ tung tích. Không tìm thấy bất kỳ tin tức nào của ông Oh, còn thêm cuộc nội chiến xảy ra ở Lebanon. Bộ Ngoại giao chỉ đành tuyên bố nhà ngoại giao Oh không may gặp nạn. Sự việc cũng dần dần lắng xuống. Rất nhanh đã đến 2 năm sau, nhà ngoại giao Min Jun đang buồn chán ngồi ở văn phòng. Anh là người phụ trách vấn đề ngoại giao ở khu vực Trung Đông. Thế nhưng khu vực này nhiều năm liên tiếp có chiến tranh bất ổn. Vì vậy vấn đề an toàn của anh đã trở thành vấn đề. Cho nên bản thân anh rất muốn đến môi trường làm việc yên bình hơn. Tuy nhiên cấp trên lại không chấp nhận. Hôm nay đúng lúc anh đang chuẩn bị tan ca, lại nhận được cuộc điện thoại thay đổi vận mệnh anh. Min Jun chỉ nghĩ đây là cuộc gọi của khách hàng, thế nhưng sau khi nhấc điện thoại thì không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng. Anh đột nhiên nhận ra đây chính là ngôn ngữ ám hiệu mà nhà ngoại giao Oh thường sử dụng. Thế là anh đã lập tức ghi ra. Thế nhưng anh vừa ghi xong điện thoại đột nhiên có tiếng thất thanh kêu lên. Hình như người gọi điện thoại đến đã bị phát hiện. Sau khi anh giải mã được những ám hiệu này, anh mới phát hiện đây chính là thông tin cầu cứu của ông Oh 2 năm trước. Min Jun nhanh chóng báo cáo chuyện này lên cấp trên. Bất ngờ nhà ngoại giao Oh, người mà 2 năm trước ai cũng nghĩ đã chết, giờ đây vẫn còn sống. Vì vậy có đi giải cứu anh hay không là một vấn đề khó. 2 năm trước phía nhà nước đã tuyên bố với người dân nhà ngoại giao Oh đã gặp nạn. Hơn nữa họ còn rất chắc chắn về tính chính xác của thông tin. Vì vậy lãnh đạo của Bộ Ngoại giao không biết nên giải quyết như thế nào. Đúng lúc này một thành viên đề xuất, họ có thể cử người đi xác minh sự thật của sự việc trước. Nếu như ông Oh thật sự vẫn còn sống, lúc đó sẽ bí mật phái người đi giải cứu. Nếu như thành công, họ hoàn toàn có thể tận dụng câu chuyện này để làm nền cho cuộc bầu chọn tổng thống tiếp theo. Đến đó người dân sẽ ủng hộ họ. Còn nếu giải cứu thất bại thì họ sẽ vờ như chuyện này chưa hề xảy ra. Cứ như vậy lãnh đạo cấp cao rất nhanh đã quyết định được người sẽ đi giải cứu. Đó chính là Min Jun, người vừa nhận được điện thoại của nhà ngoại giao Oh. Lý do đầu tiên là anh đã phụ trách khu vực Trung Đông nhiều năm nên hiểu rõ về khu vực này. Bây giờ anh còn muốn mau chóng được chuyển môi trường làm việc mới. Vì vậy chỉ cần Min Jun hoàn thành nhiệm vụ này thì lãnh đạo của Bộ Ngoại giao sẽ đồng ý chuyển đến Mỹ làm việc. Nhưng lần hành động này là không chính thức, chứ không phải là hành động bí mật được chấp nhận. Để có thể thoát khỏi công việc ở Trung Đông, Min Jun đã lập tức đồng ý mà không chút do dự. Dù thế nào lãnh đạo cũng muốn cứu anh Oh trở về, vì vậy họ sẽ cố hết sức để giúp đỡ cho Min Jun. Đầu tiên họ để Min Jun đi tìm Carter, người phụ trách của CIA tại Hàn Quốc, để tìm hiểu sự thật câu chuyện. Vì mối quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao, Carter đã giới thiệu cho Min Jun người trung gian tên Hayes đến từ Thụy Sĩ. Mặc dù hiện tại anh đang tuyên truyền đồ mỹ nghệ tại Hàn Quốc, nhưng là nhân vật có thể lực ngầm chống lưng. Hơn nữa ở Lebanon Hayes còn có thế lực của riêng mình. Sau khi Min Jun kể rõ sự tình, Hayes đã nhờ mối quan hệ và điều tra được nhà ngoại giao Oh thật sự vẫn còn sống, và Hayes cũng nói rằng anh có thể giúp phía Hàn Quốc và bọn bắt cóc gặp mặt, rồi dùng tiền để cứu ông Oh trở về. Đương nhiên, anh ra điều kiện mình phải nhận được 10% hoa hồng. Chỉ cần phía Hàn Quốc đồng ý, anh sẽ lập tức sắp xếp chuyện này. Sau đó Min Jun báo cáo tình hình cho lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Sau khi lãnh đạo xác nhận được ông Oh vẫn còn sống đã đồng ý yêu cầu của Carter. Lúc này Bộ trưởng Phòng An ninh và Doanh nghiệp biết được tin đã đến gặp Bộ Ngoại giao. Ông muốn cướp nhiệm vụ giải cứu này về mình. Chung quy ai giải cứu thành công thì tiếp theo sẽ kiểm soát được dư luận. Điều này rất có lợi trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống sắp tới. Cũng may trong lúc quan trọng, Min Jun lại lần nữa đi vào. Vì anh là người đầu tiên nhận được tin cầu cứu. Hơn nữa anh giả vờ mình từng phục vụ trong đội chiến đấu hải quân, rồi cam kết nhất định sẽ đảm bảo tính mạng nhà ngoại giao Oh trở về. Vì vậy lãnh đạo Bộ Ngoại giao cố gắng nắm được nhiệm vụ giải cứu lần này. Dù đã làm cho Bộ trưởng Bộ An ninh và Doanh nghiệp tức giận, nhưng Min Jun vẫn có được cơ hội thay đổi vận mệnh này. Lãnh đạo đã nhanh chóng chuẩn bị đủ tiền mặt cho Min Jun. Bởi vì Lebanon đang diễn ra nội chiến, việc mang theo nhiều tiền mặt như vậy sẽ gặp nhiều phiền phức. Nên Hayes đã gợi ý Min Jun đem tiền đổi thành bức tranh vô giá của mình. Đến Lebanon chỉ cần đổi bức tranh cho người mua để đổi thành tiền mặt. Như vậy anh sẽ tránh được nhiều phiền phức. Như vậy cuộc giải cứu người xuyên quốc gia đã bắt đầu. Theo chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Beirut, Min Jun đã giả danh tính là một thương nhân. Không ngờ khi anh vừa hạ cánh, đội cảnh vệ ở sân bay không biết đã lấy thông tin ở đâu, biết được Min Jun đang buôn lậu một món đồ đắt tiền. Thế là họ nhanh chóng để mắt đến anh. Nếu tìm được món đề đó thì tốt. May thay sau một hồi tìm kiếm họ không phát hiện được gì. Bức tranh cũng đã được bọc thành một bức tranh bình thường. Sau khi thuận lợi vượt qua đội cảnh vệ, Min Jun đã liên lạc được với người liên hệ giao dịch bức tranh. Thế nhưng trùng hợp thay cảnh này đã bị đội trưởng đội cảnh vệ nhìn thấy.
anh lập tức nhận ra bản thân đã bị Min Jun qua mặt. Lúc này Min Jun đã mang bức tranh quý giá đó đưa cho người giao dịch. Anh cũng thuận lợi lấy được tiền mặt của mình. Giao dịch thành công chưa lâu, đội cảnh vệ lại tìm đến anh. Min Jun nghe thấy tiếng bước chân đằng sau đã lập tức chạy trốn thuận lợi thoát ra ngoài. Anh phải nhanh chóng tìm thấy người tiếp ứng được hay sắp xếp cho anh. Không ngờ rằng đội trưởng đội cảnh vệ đã tìm thấy anh rồi trực tiếp nổ súng cảnh báo. Ai ai cũng bị tiếng súng bất ngờ dọa chạy loạn xạ. Nhân lúc hỗn loạn này anh đã nhanh chóng trốn trong chiếc taxi bên cạnh. Trùng hợp rằng tài xế taxi chính là người Hàn Quốc. Với sự tấn công không nhân nhượng của đội cảnh vệ, tài xế taxi đã nhanh chóng lái xe đưa Min Jun chạy đi. Sau khi đến một nơi an toàn, tài xế nói anh mau chóng xuống xe. Nhưng Min Jun lại không biết bản thân đã bị đưa đến đâu. Chỉ có thể nhờ anh tài xế cùng đồng bào đưa mình đến nơi có thể gọi điện thoại. Nhưng tài xế lại tỏ vẻ không muốn giúp. Trên đất khách quê người, ai còn quan tâm bạn có phải cùng đồng bào hay không? Trong tình cảnh bất đắc dĩ như vậy, Min Jun đành đưa cho anh hơn 2 triệu. Quả nhiên đạo lý dù ở đâu có tiền mua tiên cũng được là rất đúng. Tài xế nhiệt tình đưa anh đến chỗ gọi điện thoại. Min Jun cũng thuận lợi liên hệ được vị trí cụ thể mà Hayes đã sắp xếp. Sau đó biết được tài xế tên là Pan Su, là một người thấy tiền là sáng mắt. Anh có thể làm bất cứ việc gì chỉ cần Min Jun trả tiền. Anh sẽ hết lòng phục vụ cho Min Jun. Thế là Min Jun lại đưa cho anh mấy triệu đồng để chở anh đi một chuyến. Bởi vì ở đây thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang, khắp Reut đều có điểm kiểm tra. Trong quãng đường hai người đã gặp một trạm kiểm tra. Nhân viên kiểm tra đột nhiên phát hiện chiếc xe phía trước không có động tĩnh. Đúng lúc một nhân viên đang chuẩn bị đi lên trước đuổi chiếc xe đó đi. Đột nhiên trận nổ lớn đã xảy ra. Đây chính là cách đánh úp thường xảy ra ở đây. Mọi người đều không biết cái mạng nhỏ của mình sẽ kết thúc như nào. Đến khi hiện trường đã giải tán xong, Pan Su nhanh chóng đưa Min Jun chạy ra khỏi đây. Thế nhưng càng đi về điểm Min Jun cần đến họ càng gặp nhiều nguy hiểm. Cũng may phần còn lại chuyến hành trình tương đối thuận lợi. Min Jun đã gặp được thế lực của Hayes đã sắp xếp cho anh. Đến lúc đó sẽ thông qua họ để tiến hành giao dịch với bọn bắt cóc. Nhưng điều không ngờ rằng người phụ trách lại nói với anh. Người của họ sẽ sử dụng vũ lực để giải cứu nhà ngoại giao Ô. Một khi người đã được cứu thì tất cả số tiền này sẽ thuộc về bọn họ. Sau đó tất cả đã xông đến căn cứ của bọn bắt cóc để đánh úp chúng. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Min Jun. Anh không thể ngờ Breut lại hỗn loạn như vậy. Trong lúc lực lượng đang đánh kích thì đội bắt cóc đã âm thầm trốn thoát bằng đường khác. Thấy người trên xe có vẻ là nhà ngoại giao Ô, Min Jun nhanh chóng đuổi đi theo. Anh đang mải nhìn phía trước mà lại không chú ý đằng sau. May mà Pan Su đã kịp phản ứng và có sự che chắn của chiếc xe. Hai người mới thoát được trận tấn công này. Sau khi bọn bắt cóc đã rời đi, thế lực của Hayes cũng đã quay lại. Không biết bọn họ đã bắt được một tên bắt cóc từ lúc nào. Từ tên này đã hỏi ra được địa điểm ẩn náu của những tên bắt cóc khác. Sau đó người phụ trách đã bắn chết tên bắt cóc ngay trước mặt Min Jun. Tiếp theo đó, họ đã sắp xếp cho Min Jun và Pan Su một nơi nghỉ ngơi và bảo hai người ở đây đợi tin của họ. Nhưng không ngờ Pan Su lại nảy ra ý tưởng mở xem tiền chuộc của Min Jun. Rồi nhân cơ hội Min Jun đã ngủ say lập tức trộm hết toàn bộ tiền của anh. Đến lúc Min Jun tỉnh lại mới phát hiện có gì đó bất thường. Để lấy lại số tiền anh vội vàng đuổi theo Pan Su. Xui thay đang đi nửa đường anh lại gặp đội cảnh vệ đang lùng bắt mình. Trải qua một đêm chạy trốn dù Min Jun đã thoát được bọn họ nhưng anh không biết nên đâu. Còn Pan Su đem tiền về thì lại bị vợ nói cho một trận. Đây là tiền để giải cứu người, vợ anh không muốn vì đồng tiền mà bán đi đồng bào của mình. Bất đắc dĩ Pan Su chỉ đành quay lại lần nữa. Trùng hợp thay trên đường anh đã gặp lại khuôn mặt bất lực của Min Jun. Sau khi cho Pan Su một trận, Min Jun đã tha thứ cho anh. Vì suy cho cùng anh vẫn phải nhờ Pan Su giúp đỡ. Sau đó hai người lại lần nữa tìm được thế lực của Hayes. Tin tốt là họ đã giải quyết được đám bắt cóc đó và cứu nhà ngoại giao Ô thành công. Chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ dễ dàng hơn với anh. Min Jun trực tiếp đưa tiền cho họ. Tuy nhiên nhà ngoại giao Ô trong cốp xe đã biến thành người không ra người ma không ra ma. Hai bên đều đã đạt được thứ mình cần vì vậy hợp tác cũng kết thúc ở đây. Tiếp theo Min Jun chỉ cần đưa nhà ông Ô trở về Hàn là được. Trong thời gian ngắn tiếp xúc, nhà ngoại giao Ô đã dần dần lấy lại được ý thức. Nhìn bức ảnh của con trai trong tay ông kiên định phải trở về. Chính trong lúc họ cho rằng nhiệm vụ đã thành công. Không ngờ lão đại trong tổ chức vũ trang ở đây biết chuyện đã rất phẫn nộ. Quyết có trả giá bao nhiêu cũng phải bắt được Min Jun. Và yêu cầu chính phủ Hàn Quốc phải đưa cho chúng nhiều tiền hơn. Nhưng hợp tác giữa phía Hàn Quốc và thế lực trung gian đã kết thúc. Nếu như muốn tiếp tục bảo vệ an toàn cho mấy người sống sót, thì phía Hàn Quốc phải cung cấp thêm khoản phí bảo hộ rất lớn. Nếu không họ cũng không muốn xảy ra tranh chấp với tổ chức vũ trang đó. Thông tin này rất nhanh được truyền đến lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Rồi lãnh đạo cũng nhanh chóng báo cáo lên cấp trên. Nhưng câu trả lời họ nhận được là không thể phê duyệt thêm tiền. Hết cách, lãnh đạo của Bộ Ngoại giao không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ đành gom phí bảo hộ từ tất cả các nhân viên. Sau khi thế lực của Hayes nhận được tiền, người phụ trách trong thế lực này đã nhận tin bảo vệ sự an toàn cho người của Min Jun. Thế nhưng lúc này người trong tổ chức vũ trang đã đuổi đến đây. Thấy sự đấu tranh của hai bên sắp xảy ra, ba người Min Jun chuẩn bị nhân cơ hội rời khỏi đây. Thế nhưng người trong tổ chức vũ trang đã bao vây tất cả. Chiếc xe họ đi rất nhanh đã bị phát hiện. Những phần tử vũ trang có vũ khí hạng nặng này sẽ không để họ đi dễ dàng như vậy. Thế là cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng kích thích đã xảy ra. Pan Su đã tận dụng kinh nghiệm lái xe bao năm và anh đã quen đường ở đây. Rất nhanh đã thoát khỏi bọn cướp.
nhưng bọn chúng cũng không muốn giết họ vì nếu đội Min Jun chết thì chả còn giá trị gì nữa. Lúc này rất nhiều xe đang đuổi theo họ. Basu lại một lần nữa giúp họ thoát khỏi vòng vây. Trong phút nguy cấp cuối cùng này, lực lượng của Hayes đã kịp đến. Họ đã thành công đánh bại nhóm truy đuổi đó. Đồng thời họ còn sắp xếp vé máy bay cho Min Jun và ông Oh trở về Hàn. Min Jun vốn dĩ đã có thể trở về Hàn nhưng sau khi thấy dáng vẻ không biết làm sao của Pansu, anh lại đi về phía Pansu đưa vé máy bay cho anh ấy. Cũng vì giúp anh mà chiếc xe dùng để kiếm sống của Pansu đã bị hỏng. Thậm chí Pansu cũng đang bị phần tử trong tổ chức vũ trang để mắt tới. Nên Min Jun đã để anh về Hàn Quốc tránh nạn, đợi đến khi mọi chuyện đã ổn thì hãy đưa vợ con về. Như vậy Min Jun đã đưa chiếc vé máy bay trở về cho Pansu. Trong khi Pansu cũng không biết vé trở về chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc. Đến khi anh và ông Oh đã đi vào mới biết Min Jun không về được. Thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Min Jun hẹn sẽ gặp lại ở Hàn Quốc rồi quay đầu rời khỏi đây. Thế nhưng anh vừa đi vào sảnh sân bay, đội cảnh vệ lại phát hiện anh lần nữa. Lần này bị cảnh vệ bao vây không thể chạy nữa. Thấy bản thân sắp bị bắt đi, Min Jun lại xông vào đại sảnh rồi hét to trong túi của anh có bom. Dù những người ở đây nghe không hiểu, nhưng sống trong môi trường thường xuyên xảy ra bạo loạn, mọi người chạy loạn lên. Mà đội cảnh vệ cũng không dám tiến lại gần Min Jun. Thấy cơ hội đã đến, Min Jun bỏ mũ ra nói thân phận của mình với phóng viên, rồi nói về những chuyện mất nhân tính mà đội cảnh vệ từng làm. Hy vọng các phóng viên sẽ báo cáo về vấn đề này. Sau đó anh bỏ chiếc túi xuống, rồi bị đội cảnh vệ xông lên áp sát xuống đất. Ở diễn biến khác, ông Oh đã thuận lợi trở về Hàn Quốc. Mọi người ai ai cũng vui vẻ hoan nghênh ông trở về. Lãnh đạo của Bộ Ngoại giao cũng đã đạt được kết quả mà họ muốn. Một tháng sau, Min Jun bỗng dưng được đội cảnh vệ đưa đến sân bay. Hóa ra hành động trước đó của anh tại sân bay đã lan đến dư luận quốc tế. Trước áp lực dư luận, chính phủ Hàn Quốc đành phải xin Mỹ gây áp lực lên Lebanon. Từ đó buộc họ thả Min Jun ra. Cứ như vậy Min Jun lại lần nữa trở về Hàn Quốc thân yêu. Rồi trùng hợp gặp đoàn đại biểu nước ngoài vừa đặt chân đến Hàn Quốc. Họ được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Không ai biết vị anh hùng bất chấp tính mạng để giải cứu nhà ngoại giao đã âm thầm rời đi. Review đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có hứng thú thì hãy xem bản gốc ngay nhé. Bộ phim với những tình tiết gay cấn đang đợi bạn thưởng thức. Cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp lại tập phim sau nhé.